Vậy là hành trình Tân Cương mùa hè của mình đã kết thúc. Tuy nhiên, đây là một tập đặc biệt để gói gọn lại 10 ngày, 9 đêm tại Tân Cương sẽ trông như thế nào để các bạn có thể hiểu hơn về lịch trình tổng quát, cũng như mình sẽ giải đáp câu hỏi về vấn đề chi phí, vận chuyển, cũng như là về đồ ăn, thức uống và văn hóa tại vùng đất Tân Cương này để các bạn có một cái nhìn tổng quát hơn và thấy rằng Tân Cương thực sự rất dễ đi và đáng đi. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về từng địa điểm, mình đã làm những cái video ở trong cái playlist này rồi. Các bạn có thể vào trong playlist để xem từng địa điểm mà các bạn mong muốn nha. Và bây giờ đi cùng Cơ thôi. Chúng ta hãy bàn về vấn đề đầu tiên, đó chính là lịch trình đến Tân Cương. Ngày đầu tiên, mình sẽ bay từ Sài Gòn đến Thành Đô, quá cảnh rồi chuyển tiếp bay đến Urumqi thuộc Tân Cương. Đây là một thành phố lớn nhất ở Tân Cương với dân số là 4 triệu dân. Tại đây thật sự rất là to lớn và hiện đại, chứ không phải là một thành phố tỉnh lẻ như mình tưởng tượng. Thì các bạn có thể bay rất là nhiều những cái hãng khác nhau từ Việt Nam đến Urumqi. Tùy theo cái hãng bay mà chúng ta lựa chọn, mình lựa chọn là Sichuan Airlines, cho nên là họ sẽ quá cảnh ở Thành Đô, tại vì đó là thành phố gọi là tổng hành dinh của họ, cho nên là họ sẽ bay tới đó. Nếu như mọi người bay ví dụ như là China Southern đi, thì sẽ quá cảnh ở Quảng Châu chẳng hạn. Thì có rất là nhiều những cái chuyến bay nội địa Trung Quốc đến Urumqi, chỉ tùy theo cái hãng bay nào các bạn lựa chọn thôi. Và ngày đầu tiên thì mình chỉ tập trung vào việc gọi là nghỉ ngơi. Đến ngày thứ hai thì hành trình mới gọi là chính thức bắt đầu, khi mình dậy sớm, ăn sáng và đi trên cao tốc S21 xuyên qua sa mạc. Chuyến đi này rất là mệt mỏi vì đường dài, bù lại thì mình sẽ được thấy được rất là nhiều những cái cơ sở hạ tầng của Trung Quốc, rất là ấn tượng vì đường đi không thua kém gì đường cao tốc ở bên Mỹ. Sau đó thì tụi mình đến vịnh ngủ sát vào lúc 7-8 giờ tối, phải nói là tốn rất nhiều thời gian ở trên đường cao tốc. Và cái vịnh ngủ sát này thực sự khi mà tới thì nó không đẹp như mình tưởng tượng cho lắm đâu. Và cuối ngày mình về lại thành phố Bua Chỉn, là một thành phố cũng khá là lớn và lớn nhất ở khu vực Bắc Tân Cương, để mà nghỉ ngơi, để bắt đầu vào ngày thứ ba. Ngày thứ ba thì là mình đi đâu? Mình đến làng Hemu. Thì cái làng Hemu này á, nó nằm ở trong cái khuôn viên của nguyên một cái công viên bảo tồn của bên Tân Cương, cho nên là cái làng Hemu này là một cái địa điểm mà nó rất là nổi tiếng, nó có tên tiếng Việt gọi là Hòa Mộc. Và mình sẽ tới đó vì nó mang mệnh danh là ngôi làng đẹp nhất ở Trung Quốc, đó, một trong những ngôi làng đẹp nhất ở Trung Quốc. Nhưng mà khi mà tới á, thì thật ra là mọi người coi cái video của mình về làng Hemu á, thì mọi người sẽ thấy rằng là làng Hemu nó hơi bị thương mại hóa một chút xíu, đi rất là đông du khách nè, nhiều hàng quán nè, rồi thật ra là cũng không thấy người dân địa phương quá là nhiều đâu, mà đa số là người Hán. Sau đó là đến ngày thứ tư, mình đi đến Hồ Canas. Thì Hồ Canas là cũng một cái khu vực nữa, cũng trong cái khuôn viên bảo tồn, tuy nhiên nó thiên hướng về thiên nhiên nhiều hơn, cho nên là mình cảm thấy là rất là thích thú với lại cái lịch trình đi Hồ Canas này. Và mình sẽ dành nguyên một ngày ở Hồ Canas luôn, tại vì cái khu này rất là rộng. Cũng giống như làng Hemu, thì mỗi cái khu du lịch ở bên Trung Quốc á, mọi người nên dành cả ngày để mà khám phá. Tại vì mỗi cái khu như vậy á, có rất là nhiều những cái khu nhỏ bên trong và những cái view khác nhau. Thì Hồ Canas này là mình dừng lại chỉ có tầm 4 điểm thôi, là ở Hồ Canas nè, Vịnh Thần Tiên, Vịnh Ngoại Long và một cái vịnh nữa, Vịnh Mặt Trăng. Cho nên là mình dừng có tầm 4 địa điểm thôi, nhưng mà đã hết nguyên một ngày rồi, trong khi là còn nhiều địa điểm hơn để khám phá. Và đa số là mọi người sẽ tới Hồ Canas ngủ qua đêm thì mới khám phá được nhiều hơn ở Hồ Canas và đi trekking này nọ. Sau đó đến ngày thứ 5 thì mình đi thành quỷ Eho. Thì như là cái clip mà mình đã làm trước đó, thì đối với mình thành quỷ Eho là một cái địa điểm mà mọi người có thể bỏ qua. Tuy nhiên là nó nằm ở trên cái đường mà mình đi tới cái thành phố tiếp theo, cho nên là mình phải đi đến thành phố Eho này. Và sau đó mình nghỉ ngơi, và để đến ngày thứ 6 là mình đến Hồ Seram. Thì Hồ Seram rất rất đẹp, rất to, và thực sự là đến đây thì mọi người sẽ có được những cảnh mà rất là ảo diệu về hoa cỏ nè, cũng như là hồ nước ở đây. Và sau đó mình đến ngày thứ 7 thì mình đến thảo nguyên Khalajun. Thì đây là một cái thảo nguyên mà không có nổi tiếng, nên là khi mà tới mình bất ngờ hoàn toàn luôn, tại vì tới đó thực sự là xứng đáng. Và ngày 8 mình di chuyển đến Nalathi. Thì là cái thảo nguyên này rất là nổi tiếng, cho nên là du khách đông gấp mấy lần cái
thảo nguyên Khalajun luôn. Và khi mà tới cái thảo nguyên Nalathi này thì cũng ấn tượng, tuy nhiên là các bạn sẽ phải di chuyển khá là nhiều giữa cái các khu vực khác nhau để mà tìm được những cái góc mà nó hấp dẫn cho riêng mình. Và cuối cùng là đến ngày thứ 9 là quốc lộ độc hố, thì cái này là một cái con đường rất là gọi là nguy hiểm, cho nên nó chỉ mở tầm 4-5 tháng trong một năm thôi, cho nên là đi vào mùa hè thì các bạn mới có thể tới được đây. Sau khi đi hết cái quốc lộ độc hố này thì mình đi đến hẻm vườn Dansaji, thì đây là một cái nơi cũng rất là đẹp và xứng đáng đi và làm mình bất ngờ hoàn toàn về cái độ hùng vĩ của nó, cứ như cảm giác là đi Grand Canyon ở bên Mỹ vậy đó mọi người. Và sau đó thì mình di chuyển khá là dài để quay trở lại Urumqi để nghỉ ngơi. Và ngày thứ 10 thì mình chỉ đơn giản là bay từ Urumqi về đến thành đô quá cảnh rồi sau đó bay trở về Sài Gòn thôi. Nhìn chung đó là lịch trình của mình, nên là mọi người có thể thấy được rồi đó, là cái lịch trình này rất là dày và rất là nhiều địa điểm và cũng như rất là mệt luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo nha. Phần tiếp theo của video này thì mình sẽ nói về chi phí tổng cộng khi mà chúng ta đi đến Tân Cương và đi nguyên một cái hành trình này sẽ tốn tổng cộng là bao nhiêu nha. Chuyến đi này thì nói trước là mình đi bán tự túc, tức là mình sẽ tự xin visa, mình sẽ tự mua vé máy bay và sau đó là mình sẽ tự bay qua bên đó không có hướng dẫn gì cả. Và sau đó sẽ đến đó và thuê một cái land tour. Thì cái land tour này nó sẽ đưa cho mình đi khắp mọi nơi ở trong Tân Cương và chở mình về lại cái sân bay là mình kết thúc hành trình. Thì đầu tiên là cái vé máy bay của mình sẽ là có giá là 12 triệu đồng. Thì cái giá này mọi người có thể tìm được giá rẻ hơn nếu như book sớm hơn. Mình book rất là sát ngày tại vì mình có rất là nhiều công việc, nên là bác book sát ngày cho nên là dẫn đến là cái vé của mình là tới 12 triệu. Mọi giá hả? Tôi trong nhóm của mình tôi book đi thì mọi người book sớm cho nên là có nhiều người chỉ có 8 triệu rưỡi, 9 triệu thôi. Cho nên là vé máy bay thì nếu mà mọi người có thể được thì sẽ giá. Ủa vậy thì lệ Giang cũng có. Cảm thấy hình như chỗ nào cũng có đó. Ở Trung Quốc nó làm du lịch rồi, chỗ nào cũng có bò đó chứ. Thì mình xin dịch vụ thì mình có thời gian cho nên là sẽ tốn là 2,5 triệu. Nhưng mà hình như là nếu các bạn tự làm thì nó dễ dàng hơn. Thì thủ tục xin visa Trung Quốc như thế nào mình sẽ nói ở phần tiếp theo đi ha, tại vì cái này nó cũng một số những cái giấy tờ phức tạp khác nhau. Thứ ba chính là lên tour thì mình trả một cái chi phí là 35 triệu. Thực ra là mình thấy rằng là cái chi phí này nó bao gồm là phương tiện di chuyển, là cái xe chở mình đi nè, xe này sẽ là xe 7 chỗ chở tầm 5 khách thôi, và sau đó là khách sạn mỗi đêm và 3 bữa ăn mỗi ngày, thì thật ra cũng tương đối là đầy đủ. 35 triệu cho 10 ngày 9 đêm đúng không, thì vị chi ra là mỗi ngày là 3,5 triệu. Thật ra đối với mình đó, nó cũng ok. Tuy nhiên là theo cái ý kiến của nhiều bạn ở trong nhóm đó, thì cảm thấy là chất lượng của cái tour này nó không có tương xứng với cái giá tiền. Thì đó là cảm nhận của các bạn. Và mình thấy là nhiều khi là nhiều khi cũng ở mấy cái chỗ nó không được tốt cho lắm, cho nên là mình cảm thấy là ok, maybe là cái này là mình trả hơi bị hớ. Nhưng mà thôi, chuyến đi đã hoàn thành rồi và mình cũng có được những cái kỷ niệm khá là đáng giá ở bên Tân Cương Trung Quốc, cho nên là mình thôi cứ dù gì bỏ qua đi. Sau đó là mình chi phí về ăn uống thêm thì kiểu 300.000 mỗi ngày, thì tại vì mình có ăn ngoài này nọ nữa. Sau đó là tức là 10 ngày thì mình dùng hết là 3 triệu thôi, thật ra không có quá nhiều. Sau đó mua một sắm một ít đồ địa phương thì tổng cộng là cỡ 2 triệu nữa. Và tổng thiệt hại cho một cái chuyến đi này của mình là 54,5 triệu. Thì cái giá này đã bao gồm tất cả mọi thứ rồi, và cái này là giá nó hơi tự túc, bán tự túc một chút xíu. Đó, cho nên là đó là cái tổng chi phí mà mọi người có thể gọi là tưởng tượng ra và dự trù cho cái chuyến đi Tân Cương của mọi người nha. Nếu như các bạn đi bán tự túc thì nó sẽ theo cái giá như vậy, còn nếu đi tự túc thì có thể là rẻ hơn. Nhưng mà lần sau mình nghĩ rằng là mình sẽ có thể thuê xe và mình tự lái cũng được nữa, tại vì đường ở Tân Cương khá là dễ đi và khá là rộng rãi á, cho nên là và cũng đi theo cái thuận chiều của mình, nên là mình nghĩ là nếu mà lần sau có đi thì mình sẽ thực hiện cái hành trình như vậy thì nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều và không cần phải lệ thuộc vô trong cái xe của người ta đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo nha, đó chính là thị thực. Phần tiếp theo mình sẽ nói về câu chuyện là thanh toán ở bên Trung Quốc. Tại vì thanh toán bên Trung Quốc dù đã nói trong rất là nhiều những clip ngắn khác rồi, nhưng mà mình vẫn cần phải nhắc nhở lại mọi người, đó chính là bên Trung Quốc vẫn có thể dùng tiền mặt được.
Tuy nhiên á, là mọi người vẫn nên thủ sẵn một cái ứng dụng, đó là WeChat Pay hoặc là Alipay. Thì khi mà trong cái chuyến đi Tân Cương của mình á, mình thấy rằng á, là bên Tân Cương dùng WeChat Pay nhiều hơn. Có nhiều kiểu nhiều người á, họ không có nhận Alipay. Như là cái cô mà cho mình cưỡi lạc đà ở Hồ Canas á, cô đó chỉ nhận WeChat Pay thôi, và mình phải nhờ bạn mình scan và thanh toán giùm mình. Nên là mọi người lưu ý ha, nếu mà được á, thì có thể kết nối vô trong cả hai ứng dụng luôn, để mà mình có thể tiện lợi và thanh toán cho nó thoải mái. Tuy nhiên á, là mọi người nhớ nha, là khi mà vào trong hai cái app này sẽ có hai cách. Một á, là các bạn có thể là mua tệ và nạp tiền vào trong đó và xài hết cái khoản đó thì thôi. Hai là mình có thể liên kết vô cái thẻ quốc tế của các bạn, như thẻ Visa hay thẻ Mastercard. Thì khi mà liên kết vào trong đó thì mọi người nhớ là nên làm ở trong Việt Nam, để mà mình nhận mấy cái mã code verification này nọ nó dễ dàng hơn một chút xíu. Và khi mà qua bên Trung Quốc á, thì vẫn chưa hết kiếp nạn đâu. Tại vì khi mà thanh toán những cái ứng gọi là những cái transaction đầu tiên á, là những cái đợt đầu tiên á, thì họ sẽ gửi những cái mã OTP về điện thoại mình rất là nhiều lần. Có thấy rằng là mình dùng Alipay là tới 5 lần thì họ mới ngưng gửi mã OTP về. Và sau khi mà mình dùng những cái đó xong rồi thì nó mới thanh toán rất là mượt mà và rất là dễ chịu luôn. Điển hình là hồi tháng 3 mình đi Lệ Giang và đi Đại Lý á, thì mình thấy rằng là trời ơi, thanh toán quá là cực hình đi. Nhưng mà sau cái khoản đó rồi mình đi Tân Cương cái mình thấy rất là khỏe, mình scan và mình thanh toán rất là dễ dàng và gọn gàng. Và nhưng mà có một cái lưu ý nữa, đó chính là khi mà mọi người mua những cái món đồ mà nó giá trị cao một chút xíu đi, mình nhớ là mình mua quần áo cỡ trên 2 triệu cái là nó bắt đầu gửi mã OTP về để mà xác minh mình. Và đôi khi là nó còn ban mình luôn, là mình báo là nghi ngờ là mình bị hack. Nên là bên những cái ứng dụng này cái phần bảo mật của nó rất là căng thẳng. Nên là mọi người khi mà dùng thì nó sẽ có những cái bất cập một chút xíu nếu như mình chưa có dùng quen, tại vì mình đâu phải người Trung Quốc đâu. Nhưng mà yên tâm là Alipay với WeChat Pay thì nó có tiếng Anh nữa, cho nên là mình thoải mái để mà sử dụng. Và mình thấy rằng là mọi người cứ làm mấy cái này, ứng dụng này đi. Vì nếu mà ghiền Trung Quốc á, và đi nhiều á, thật sự là dùng mấy cái này rất là tiện. Mọi người thanh toán cho người bán hàng lề đường nè, vào trong cửa hàng tiện lợi, đi mua sắm, rồi sau đó là đi đâu cũng dùng những cái app này hết. Và ở một điểm, một cái điều lưu ý nữa mà mọi người cần nhớ ở bên Trung Quốc, đó chính là những cái thẻ Visa hay Mastercard thật sự là nó hơi vô dụng một chút xíu. Một lần duy nhất mình quẹt được thẻ đó là ở trong Starbucks nha. Yeah, nếu như đó là những cái thương hiệu quốc tế thì họ mới có máy thanh toán thẻ cho mình. Còn đối với lại những cái cửa hàng địa phương hơn thì nó lại dùng Alipay, WeChat Pay hoặc là tiền mặt. Đó, cho nên là mọi người lưu ý nha. Và không phải chỗ nào cũng nhận tiền mặt và có tiền thối cho các bạn đâu. Cho nên là các bạn cũng cần phải cẩn thận một chút xíu. Đối với những cái địa điểm du lịch á, thì rõ ràng là họ sẽ có rất là nhiều những cái tiền mặt để mà thối cho các bạn. Và thoải rất là dễ dàng. Tuy nhiên á, là những cái điểm mà nó không du lịch một chút xíu, hoặc là đi vào các hàng quán, nhà hàng này nọ đi, và trong những trung tâm thương mại đi, thì đa số lại họ lại không có tiền mặt để mà thối đâu. Bữa lần trước mình mua mấy ly trà sữa thôi, thì mua một ly cỡ có 30 mấy tệ thôi, nhưng mà họ bảo là không có tiền để thối, mà mình đưa tao 100, thế là mình phải mua thêm 2 ly nữa để mà được 90 để mời những người trong đoàn. Cho nên là đó là những cái lưu ý về mặt thanh toán nha, tại vì mặt thanh toán là cái phần rất là quan trọng đối với lại một chuyến đi, và bất kể chuyến đi nào, và đặc biệt là Trung Quốc, lại càng phải chuẩn bị trước tinh thần như vậy đó. Nên mọi người lưu ý cái phần này giùm mình nha. Thị thực của Trung Quốc thì mình thấy cũng rất là đơn giản. Đầu tiên thì các bạn cần phải có hộ chiếu gốc nè, và thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày nộp đơn, và ít nhất là 2 trang thị thực còn trống. Nếu bạn bạn có 2 quốc tịch đó, thì bạn phải cung cấp tất cả các hộ chiếu hợp lệ. Và thứ hai đó là một bản photo các trang có thông tin của hộ chiếu. Đầu tiên là mẫu xin đơn thị thực và ảnh nè, rồi điền đầy đủ vào và ký vào cái đơn xin thị thực Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và bạn chỉ cần vào địa chỉ web của trung tâm xin thị thực, điền trực tuyến đầy đủ vào cái đơn xin thị thực Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bằng tiếng Trung hoặc là tiếng Anh là được. Sau đó in ra và ký tên bằng tay. Thì mình lát hồi mình sẽ để cái link cho mọi người. Đó, tiếp theo là ảnh đi kèm, là sẽ là kích thước là 48mm x 33mm.
Và kế đến là phiếu hẹn. Sau khi đặt hẹn trực tuyến thành công, bạn cần in phiếu hẹn và mang tới trung tâm cùng các giấy tờ khác. Đối với lần đầu tiên xuất cảnh thì cần cung cấp thêm photo, sổ hộ khẩu hoặc là giấy xác nhận thông tin cư trú CT07. Và kế đến là giấy tờ chứng minh lưu trú hoặc cư trú hợp pháp. Trường hợp xin thị thực không phải là tại quốc tịch thì các bạn phải cung cấp bản gốc và một bản sao các bằng chứng hợp lệ về giấy phép lưu trú, cư trú, làm việc, học tập hoặc thị thực còn hạn tại Việt Nam. Ngoài ra thì nếu như là các bạn, những người mà chưa thành niên thì tất nhiên là các bạn nên có cái sự tư vấn của bố mẹ ha. Một số những cái giấy tờ khác thì có thêm câu chuyện là chứng minh công việc, thì mọi người có thể photo cái hợp đồng lao động của mọi người ra, và sau đó là mình của mình thì là mình là chủ doanh nghiệp, cho nên là mình chỉ cần photo cái giấy phép kinh doanh của công ty và mình đóng một cái dấu mộc đỏ lên là xong rồi. Nhưng mà bên thị thực Trung Quốc nó có một cái điểm hơi mắc cười, đó là họ sẽ yêu cầu mình là làm gọi là photo căn cước công dân và sổ hộ khẩu, rồi để mà mình và phải là công chứng nó, chứ không có được gọi là photo không. Cho nên và không, cái công chứng đó là phải có thời hạn trong vòng 7 ngày để mà mọi người gọi là gần tới ngày đó thì mọi người nhớ xin mấy cái giấy đó có công chứng thì mới hợp pháp nha. Đó, cho nên là mình thấy là cũng hơi phiền một chút xíu. Tuy nhiên là lỡ làm rồi thì nó cũng không tới nỗi nào. Và sau đó thì đóng lệ phí thôi. Cái bản lệ phí thì mọi người có thể tìm ở trên website này. Mình sẽ để ở đây để mọi người coi cái lệ phí này. Và thế là xong cái phần visa du lịch rồi đó. Phần tiếp theo của video này mình muốn nói về những cái điều mà gọi là sốc văn hóa khi mà tới Trung Quốc và cũng như là Tân Cương, đúng không? Gọi là Trung Quốc nói chung và Tân Cương nói riêng thì sẽ có một số những cái điểm sốc văn hóa mà chúng ta cần lưu ý. Đầu tiên là về vấn đề nhà vệ sinh công cộng. Thì thực ra là ở những cái sân bay nè, hay là những cái shopping mall nè, hay là những cái thành phố lớn và những cái nơi mà siêu 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 gọi là xa xỉ và hiện đại đi, thì nhà vệ sinh công cộng là một cái nơi bình thường, không có vấn đề gì cả, rất là sạch sẽ. Tại vì đó là cái bộ mặt của Trung Quốc. Nên là lúc mà mình tới sân bay Thành Đô, mình đã rất là happy về cái nhà vệ sinh ở đó. Và thấy rằng là ô trời ơi, mọi người đồn về Trung Quốc chắc là sai rồi. Tại vì tới sân bay Thành Đô thấy nó cũng xịn miệng mà. Tuy nhiên, khi mà chúng ta đi du lịch đó mọi người, thì chúng ta sẽ tới những cái nơi rất là xa, và sau đó là những cái cơ sở vật chất của họ vẫn rất là tốt, nhưng mà có thể là cái điều kiện giữ gìn của nó vì cái lượng du khách rất là đông, nó làm cho cái việc gọi là giữ cho nó sạch sẽ nó không có được như mong đợi. Mình đang ở cái nhà vệ sinh ở trạm dừng chân. Khi mà ăn trưa thì nói chung là bây giờ đã trải nghiệm cái nhà vệ sinh ở những cái khu vực mà không phải là những cái thành phố hiện đại hoặc là sân bay, thì mọi người nhớ thủ sẵn một bịch khăn giấy. Thì ở những cái chỗ này thật sự là không có khăn giấy để sẵn. Mới trải nghiệm xong nên là mình dù không có đi cái kia, nhưng mà mình nói trước để cho mọi người tự cứu lấy bản thân mình trước khi là vô cái rồi tá hỏa ra thì rất là nguy hiểm nha. Tại bên này ăn đồ cay nhiều đó, cho nên là mình sẽ có nguy cơ bị tào tháo rửa, cho nên là nhớ lưu ý một điểm này khi mà mọi người đi nhà vệ sinh ở Trung Quốc nhé. Và thật sự là khi mà đi ở Trung Quốc và sử dụng nhà vệ sinh thì mọi người lưu ý một chút xíu là các bạn phải đem theo khăn giấy nha. Tại vì có rất là nhiều những cái nhà vệ sinh không hề có khăn giấy luôn, đặc biệt là các bạn nữ, thì khi đi các bạn lại càng phải mang khăn giấy thật là nhiều nữa, bỏ trong túi sẵn, đừng có quên nha. Và nếu như là cần cái gì đó thì mọi người hãy gọi điện thoại để người xung quanh giúp đỡ mình, chứ nếu không là xui lắm. Và đặc biệt là ở Tân Cương nữa, tại vì Tân Cương có những cái tuyến đường đi rất là dài và chúng ta phải dừng vệ sinh rất là nhiều. Đó, thì ở những cái trạm dừng ở bên quốc lộ S21 nè, hay là những cái đường cao tốc mà nó xịn mịn á, thì không có vấn đề gì cả, đi vẫn rất là ok. Nó sẽ hôi và nó không có giấy vệ sinh như mà mình mong muốn thôi. Tuy nhiên khi đi những cái đường như là quốc lộ Độc Khố nè, cái trạm dừng nó rất là hạn chế và những cái trạm dừng rất là tạm bợ, cho nên là cái chỗ mà đi vệ sinh ở những cái chỗ như là quốc lộ Độc Khố lại càng khó khăn hơn, và phải nói rằng là nó sẽ không có gọi là
hoàn hảo, nên là các bạn đừng có bị sốc khi mà thấy những cái điều đó, tại vì phải chuẩn bị tinh thần trước để mình đi mình cảm thấy ok, mình chỉ gọi là bất tiện một chút xíu thôi, và đừng có ghét cái gì ở bên đó vì cái chuyện là nhà vệ sinh cả, tại vì cái này có nghĩa là nó có thể diễn ra với bất kỳ quốc gia nào, nếu như là có những cái cung đường nó quá dài và cái địa hình nó quá là hẻo lánh đi, cho nên là việc vệ sinh nhà vệ sinh thường xuyên rất là khó, cho nên là mọi người có thể là thông cảm một chút xíu để chúng ta có thể có một chuyến đi nó nhẹ nhàng hơn và bình yên hơn đó. Mọi người lưu ý về cái điểm thứ nhất là về câu chuyện nhà vệ sinh nha. Câu chuyện thứ hai thì mình nghĩ rất là quan trọng. Đi vệ sinh xong rồi thì nó sẽ liên quan tới câu chuyện là ăn uống. Tại vì ăn uống là một cái lời đồn có thiệt về câu chuyện là ở bên Trung Quốc ăn uống nó hơi bị dầu mỡ và khó ăn, và nhiều khi là nhiều ớt và dầu ớt quá. Thì hoàn toàn đúng. Đó là một cái nhận định hoàn toàn đúng luôn. Mình đi Tân Cương thì mình thấy rằng là ở bên Tân Cương nó ít dầu mỡ và nó ít hơn cay hơn so với lại là đi Tứ Xuyên, hoặc là những cái khu vực mà nó xung quanh thành đô ấy, là khu vực Tứ Xuyên, rồi thậm chí là cũng đỡ hơn ở bên khu vực gọi là Lệ Giang với Đại Lý mà vào tháng 3 mà mình đi. Thì nhưng mà ở Tân Cương nó vẫn có những cái gia vị rất là nhiều. Thì làm sao? Chúng ta vẫn có đối sách với nó, chứ không phải là chỉ tới đó rồi vô nhà hàng và chúng ta chấp nhận cái chuyện đó, đúng không? Thì ở đây tụi mình có một cái bạn, một cái chị trong cái chuyến đi Tân Cương này, chị có biết tiếng Trung, cho nên là chị đó dặn nhà hàng trước là họ giảm cái phần dầu mỡ lại và giảm cái phần ớt lại so với khi họ nấu nướng bình thường. Tại vì nếu như mà mọi người ăn đồ của Tân Cương á, thì người ta dùng dầu mỡ rất là nhiều, vì là ở những cái khu vực này trời nó lạnh, đặc biệt là vào mùa đông, mùa thu và mùa xuân, thì ba mùa là hết ba mùa lạnh rồi, ở bốn mùa thì hết ba mùa lạnh rồi, chỉ có mùa hè là nó hơi nóng nóng thôi đó. Cho nên là người ta ăn uống dầu mỡ rất là nhiều, uống rượu uống bia nhiều, vì ở bên Tân Cương nó rất là lạnh và người ta đã quen với cái chuyện đó rồi. Nhưng mà cơ thể của chúng ta nó không có quen với cái chuyện nhiều dầu mỡ, thì rõ ràng là cơ thể chúng ta sẽ rất là dễ bị phản ứng, dẫn tới cái việc là chúng ta bị đau bụng, đúng không? Nhưng á, là các bạn có thể dặn dò cho nhà hàng và kêu nhà hàng giảm cái lượng dầu mỡ đó lại. Tại vì cái cách mà nấu ăn bên này là món rau xào nó ngập trong dầu, cho nên là rất là khó ăn và làm cho chúng ta dễ bị ngán đó. Cho nên là ăn uống như vậy mà trong 10 ngày đi tại cái vùng đất này thì chúng ta sẽ rất là khó chịu. Cho nên là các bạn có thể lựa chọn cái việc là dặn dò nhà hàng, thì các bạn có thể dùng những cái app chuyển ngữ để các bạn nói chuyện với lại các bạn nhân viên, để các bạn đó có thể phụ cho mình nữa, nếu như là các bạn không có một cái người trong nhóm biết nói tiếng Hoa đó. Ngoài ra là bên Tân Cương mình nhận ra là có một số những cái món hấp như là món cá hấp làm rất là ok, và tất nhiên là cũng có ớt, nhưng mà món cá hấp thì nó sẽ đỡ dầu mỡ hơn và các bạn sẽ dễ ăn hơn. Cho nên là khi mà đi ăn uống ở bên Trung Quốc thì rõ ràng là chúng ta chấp nhận cái chuyện là nó sẽ có dầu mỡ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể giải quyết nó một cách rất là êm ái bằng cách là giao tiếp. Tại vì dù không biết tiếng Trung vẫn có app để mà chúng ta giao tiếp cho nó thuận lợi. Và cái thứ hai đó là lựa chọn những cái món nào mà nó hấp đó, thì các bạn có thể giải quyết được câu chuyện uống trong những cái ngày mà chúng ta ở Trung Quốc một cách nhẹ nhàng hơn nha. Một cú sốc văn hóa nữa mà ở Trung Quốc cơ nghĩ đó chính là mọi người sẽ tưởng tượng ra là mà mình đi du lịch thì chỗ nào mà chả biết tiếng Anh, đúng không? Tuy nhiên á, là bên Trung Quốc họ nói tiếng Trung Quốc, đúng không? Họ nói tiếng Mandarin, tiếng Hoa là phổ biến nhất, và cái tiếng đó là một cái ngôn ngữ của họ rồi. Và mình lại là một người rất là thích cái việc đến một đất nước mà mình không biết nói tiếng của họ. Có cảm giác là mình thích cái cảm giác đó lắm. Tại vì bạn biết sao không? Tại vì mình đi đến đâu, mình nói tiếng Anh, người ta cũng hiểu. Tự nhiên mình cảm giác giống như là mọi thứ nó dễ dàng quá. Nó không có một cái yếu tố thử thách nào đó khi mà chúng ta đi. Nó không có cảm giác là khám phá một vùng đất mới, một văn hóa mới. Thì đối với mình mà đi qua một cái nơi như là Trung Quốc và người ta không nói một thứ tiếng nào mà mình biết hết trơn á, mình cảm thấy trời ơi, đây mới là đi xây dịch, đi du lịch đó, chứ mình không phải là đi nghỉ dưỡng. Mình đang khám phá và đang trải nghiệm văn hóa của người ta như một người, như một đứa em bé vậy đó. Thì đối với mình đó, đó là một cái điểm cộng cộng, tại vì mình yêu cái việc
được thử thách bản thân và yêu cái việc gọi là được trải nghiệm cái văn hóa và lâu lâu học được một vài cái từ mới khi mà mình qua bên đó. Thì đó là cái mà các bạn cần lưu ý. Thì khi mà qua bên đó thì mọi người có nghĩ rằng đi qua bên Trung Quốc thì bắt buộc các bạn phải có một cái app chuyển ngữ. Thì các bạn có thể dùng app Translate của Apple hay là Google Translate để mọi người có thể sử dụng ha. Thì ở bên này á, họ dùng tiếng hình như là tiếng Mandarin Simplify, là tiếng giản thể, cho nên là nó sẽ đơn giản hơn so với tiếng phồn thể giống như là dùng ở bên Đài Loan. Đó thì nó có một cái điểm khác biệt đó về mặt gọi là chữ viết thôi. Nhưng mình là một đứa mới học tiếng Trung có 3 tháng thôi, cho nên mình nhìn đâu chữ hoa thì mình cũng giống như là mù chữ vậy đó. Nên là mình chỉ biết nói thôi. Thì nói một chút xíu à, tức là biết gọi là wǒ shì yuàn dàn rén, giới thiệu mình là người Việt Nam, biết biết chào buổi sáng và biết chúc ngủ ngon thôi. Nó rất là cơ bản. Thì qua bên Trung á, thì mình sẽ gọi là được gọi là thực hành vài cái. Tuy nhiên là nó cũng chả xi nhê gì đâu. Và qua bên Trung thì mọi người sẽ cần phải có cái app chuyển ngữ để mọi người đi mua sắm, mọi người đi hỏi đường, hay là mọi người có cái vấn đề gì đó mà mọi người cần giao tiếp thì chắc chắn là sẽ có. Và tất nhiên á, làm như mọi người coi những cái vlog của mình á, mọi người sẽ thấy là mình bị dừng ở những cái trạm kiểm tra rất là nhiều. Tại vì Tân Cương dù sao vẫn là một cái vùng đất rất là nhạy cảm đối với Trung Quốc. Tại vì về vấn đề chính trị, mình sẽ không bàn tới những cái vấn đề đó trong những cái vlog của mình. Tại vì mình muốn giữ cái vlog của mình nó trung lập và nó vui vẻ thôi, và cung cấp thông tin cho mọi người thôi. Mình không có bàn sâu về cái chủ đề này nha mọi người. Cái này mình ra mình bàn với nhau ngoài đời. Đó, thì ở Tân Cương vẫn là một cái nơi nhạy cảm, và nhiều khi là các bạn sẽ bị vịn lại để mà kiểm tra giấy tờ á. Thì các bạn phải biết nói một chút xíu và dùng cái app chuyển ngữ nói chuyện một chút xíu nếu như là bị hỏi cái vấn đề gì đó. Thì có nghĩa là bắt buộc là các bạn phải có app chuyển ngữ nha, để mà gọi là giao tiếp được một chút xíu ở bên Trung. Và nếu mà tốt hơn nữa thì là có thể đi học tiếng tiếng Hoa để mà giúp ích cho bản thân mình. Vì dù sao đây là cũng là một ngôn ngữ có tới phải nói là cả vạn năm nha. Có thể là vài ngàn năm lịch sử, là cũng có nghĩa là vẫn không phải là nhiều đâu, mà có nghĩa có thể là lên tới cả vạn năm. Tại vì lịch sử Trung Quốc rất là dài và là một cái quốc gia với rất là nhiều những cái bề dày văn hóa, lịch sử, mà nếu mà học tiếng Trung chúng ta sẽ có thể khai phá được rất là nhiều. Và mình mình chắc chắn là mình sẽ cố gắng học tiếng Trung tốt hơn nữa, xin hứa trong cái video này, và mình sẽ cố gắng học thật là giỏi. Và đó là vlog của ngày hôm nay, tổng kết lại 10 ngày 9 đêm tại Tân Cương của mình với rất là nhiều những cái kiến thức và cũng như những thông tin để mọi người có thể nắm được và hiểu được nguyên một cái lộ trình ở Tân Cương với chi phí, ăn uống, ngôn ngữ, rồi thanh toán nó sẽ như thế nào ở bên Tân Cương ha, và đặc biệt là Trung Quốc nói chung luôn. Nên là hy vọng là mọi người đã enjoy cái hành trình này của Cơ, và hẹn gặp lại mọi người trong những chặng đường đi tiếp theo cùng với lại rất là nhiều những cái câu chuyện mới, những trải nghiệm mới. Hiện tại mình đang làm nhà cho nên là mình ít đi một chút xíu, nhưng mà chắc chắn là sẽ gặp lại mọi người trên những cung đường, và thậm chí là trong những cái vlog làm nhà của mình nha. Và bye bye, hẹn gặp lại.